hoặc vô ký của các loài hữu tình. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế nào là do pháp tánh mà Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, để biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Phật dạy, này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật pháp tánh, trong pháp tánh còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có hữu tình, tâm tập trung, tâm phân tán, thiện bất thiện vô ký mà có thể đắc. Thiện hiện như vậy do pháp tánh nên Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, để biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Thiện hiện thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, do tận tuệ quán vô thường nên lìa nhiễm, diệt, đoạn, vắng lặng, viễn ly, và biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, do tận nên lìa nhiễm, diệt, đoạn, vắng lặng, viễn ly, nên biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Phật dạy, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các tánh tận, lìa nhiễm, diệt, đoạn, vắng lặng, viễn ly, trong tận còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có hữu tình, tâm tập trung, tâm phân tán, thiện bất thiện vô ký có thể đắc. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, do tận nên lìa nhiễm, diệt, đoạn, vắng lặng, viễn ly, biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si. Phật dạy, này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm tham, như thật tánh chẳng có tâm tham, chẳng có tâm lìa tham. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở, pháp, tâm sở, còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có tâm tham, tâm lìa tham có thể đắc. Cũng biết như thật các loài hữu tình kia có tâm sân, như thật tánh chẳng có tâm sân, chẳng có tâm lìa sân. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có tâm sân, tâm lìa sân có thể đắc. Cũng biết như thật các loài hữu tình kia có tâm si, như thật tánh chẳng có tâm si, chẳng có tâm lìa si. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có tâm si, tâm lìa si có thể đắc. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể biết như thật các loài hữu tình kia có tâm tham, có tâm sân, có tâm si. Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia tâm lìa tham, như thật tánh chẳng có tâm lìa tham, chẳng có tâm tham. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có tâm lìa tham, có tâm tham có thể đắc. Cũng biết như thật các loài hữu tình kia tâm lìa sân, như thật tánh chẳng có tâm lìa sân, chẳng có tâm sân. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có tâm lìa sân, tâm sân có thể đắc. Cũng biết như thật các loài hữu tình kia tâm lìa si, như thật tánh chẳng có tâm lìa si, chẳng có tâm si. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có tâm lìa si, có tâm si có thể đắc. Này thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác
Nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia, tâm lìa tham, tâm lìa sân, tâm lìa si. Lại nữa thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm tham sân si, chẳng có tâm tham sân si, chẳng có tâm lìa tham sân si. Vì sao? Vì hai tâm như thế không hòa hợp. Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia tâm lìa tham sân si, chẳng có tâm lìa tham sân si, chẳng có tâm tham sân si. Vì sao? Vì hai tâm như thế không hòa hợp. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si. Lại nữa thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm rộng lớn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn. Phật dạy, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn, không nhỏ, không thêm không bớt, không đi không đến. Vì sao? Vì tự tánh tâm xa lìa tất cả nên không lớn không nhỏ, không thêm không bớt, không đi không đến. Vì sao? Tự tánh tâm đều vô sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc, nào có lớn, nào có nhỏ, nào có thêm, nào có bớt, nào có đi, nào có đến. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm rộng lớn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn. Phật dạy, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn không nhỏ, không đi không đến, không sanh không diệt, không trụ không khác, không nhiễm không tịnh.